rửa dớn, dớn thì phải rửa, sau đó thì sẽ đem phơi ở đây rồi mới đóng hàng. Phía sau kia là cái giống như kiểu là nhà xưởng ấy, để sản xuất dớn, làm dớn. Anh ơi, quay về luôn. Đấy, đang quay về rửa dớn luôn đây. Đúng rồi ạ. Chiều không phải quay lại nữa. Cái dớn này là dớn sợi, hay còn gọi là dớn nâu các bạn. Cái dớn này mình phải băm hoặc là mình xay ra. Nó vẫn còn đất và nó vẫn còn rác rồi linh tinh nữa thì mình phải rửa cho sạch đi. Rửa cho sạch đi xong sau đó bắt đầu phơi rồi đóng vào gói rồi đưa đến tay các bạn. Thì khi mà đến tay các bạn rồi thì các bạn vẫn phải ngâm lại nước vôi để trung hòa axit và tiêu diệt cỏ dại, tại vì rửa như này thì nó không thể hết cỏ dại được. Phải trung hòa cái axit ở trong này và cỏ dại. Đó. Thì ngâm vôi khoảng 2 ngày đến 3 ngày. Sau đó bạn rửa lại rồi bạn nhồi vào trong chậu và trồng. Cái này là đang ngâm vôi 40 tiếng. Hiện nay là xưởng là có những cái sản phẩm đang xử lý và những sản phẩm chưa xử lý. Thì bây giờ ở đây là cái ao ngâm dớn là 40 tiếng. Đây đã pha nước vôi rồi. Dạ. Xử lý nước có nước vôi rồi đấy. Đây là phun nước ướt là gì nữa, ta chậm xuống mà. Vâng. Đợi bụi á. Đây là có nước vôi rồi, chỉ có nước vôi 40 tiếng rồi. Dạ. Đây vớt lên đó. Ở đây cái này cũng ngoài là riêng luôn. Dớn khai thác mình bóc cái rễ của cây dương xỉ ở trong rừng và đúc vào bao. Thì dớn có rất là nhiều loại và chúng ta dùng cái loại này để chúng ta băm ra. Thì chúng ta sẽ có dớn vụn để dùng cho vào trong chậu. Còn nếu mà những cái cây nguyên á, thì chúng ta xẻ ra thành bảng được. Bên này là những cái bịch vỏ thông. Vỏ thông này là vỏ thông vụn rất là nhỏ, bằng móng tay thôi các bạn, để trồng những cái loại lan mô và những loại lan nhỏ. Đây là những cái bao dớn cù lần. Thấy chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng xử lý cái dớn cù lần này. Đây là dớn cù lần vụn. Đây là vỏ thông kích cỡ lớn. Thì khách có những khách hàng họ thích cái vỏ thông này để họ dùng cho những cái chậu lớn với những cây lan lớn. Đã qua cái khâu gọi là sơ chế và đóng gói như này. Đây là vỏ thông kích cỡ nhỏ hơn một chút, đã qua xay và đóng gói. Thì buổi chiều nay tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để xử lý cái vỏ thông này. Cái này là những cái bao bịch vỏ thông như vậy, đã đóng thành gói và đóng thành những cái bao như này. Mỗi một cái này là 50. Có loại 30, loại 50, cái này 30. Cái này là 30 bịch nhỏ ở trong một bao lớn. Còn có những cái loại là 50 bịch nhỏ trong một cái bao lớn. Còn bên này là cái vỏ thông mà chưa qua sơ chế. Dạ, đây ạ, những cái vỏ thông lớn chưa qua sơ chế đây, để trong bao đây. Rất là những cái mảng rất là lớn đây ạ. Đó, chúng ta phải làm sạch đi, xong đó chúng ta phải xay ra thì mới thành phẩm được. Bên ngoài là cũng là cái vỏ thông, nhưng mà bên kia là vỏ thông hai lá, của cái thông hai lá. Còn cái mà tôi mới cho các bạn xem là cây thông ba lá. Thì chút nữa tôi sẽ phân tích sự khác biệt của cái vỏ của cây hai lá với cái ba lá, nó khác nhau như thế nào, ưu nhược điểm của từng loại như thế nào. Ok. Trong này là gọi là thủ phủ của vỏ thông đây. Vỏ thông và dớn ạ. Đây là những cái dớn trụ. Dớn trụ. Để chúng ta ghép vào những cái giỏ lan khủng và ghép ở xung quanh ạ. Rất là nhiều các bạn ạ, phải vài nghìn cái dớn. Mà đây là những cái dớn, bảng dớn. Bảng dớn thì có rất nhiều kích cỡ các bạn. Từ kích cỡ 25 x 20 cho đến 25 x 40. Đó. 15 x 20 x 40. Rất là nhiều kích cỡ ạ. Các bạn có thể yêu cầu thì kích cỡ để mình trồng những cây lan lớn hoặc cây lan nhỏ. Ở bên này là dớn cù lần. Cái dớn trụ cù lần. Những cái này thì có thể dùng để ghép những cái tác phẩm trầm và những cái tác phẩm
Như vừa nãy tôi mới cho các bạn cái kỹ thuật trồng cây trầm đấy ạ. Ok. Dớn cù lần nhưng mà cái này thì nhỏ hơn này. Dạ vâng đúng ạ, để ghép những cây lan nhỏ. Nhỏ hơn. Còn đây là dớn dớn khúc, dớn trụ. Dớn này là dớn từ cây dớn nâu ấy, dớn nâu hoặc là dớn sợi đó. Cái này trồng long tu, giả hạc, thủy tiên thì tuyệt vời luôn. Dạ. Trồng trầm lên đấy được, bạn có thể đóng những cái đũa lên trên này và bạn trồng trầm lên trên này rất là đẹp. Đó, trồng bán thủy canh luôn. Các bạn luôn, đây là chậu gỗ căm xe, toàn gỗ căm xe, gỗ rất là bền, rất là chắc chắn, các bạn thấy đó. Đó, cực kỳ là chắc, độ bền nó cao hơn rất nhiều so với những cái loại gỗ hiện nay ngoài thị trường mà những cái chậu kia nó làm, là chắc chắn các bạn thấy này, đó, các bạn thấy đấy, đó, rất là chắc. Và những cái chậu này nó có giá trị nghệ thuật rất là cao, tôi đập như thế thôi nhưng thật ra là cũng, tại vì tôi tin là nó không hỏng nên là vô tư đi các bạn. Cái này độ bền nó phải được 5-6 năm. Đấy, 5-6 năm thì cũng là cái thời điểm cần phải thay giá đúng rồi. Mới rồi. Dạ, đúng rồi đây anh ạ. Dạ. Và cái chậu mà mình trồng như vậy thì nó cũng có một kỹ thuật khác. Đấy là ví dụ như cái chậu này, nó có thể bền 8 năm các bạn. Nếu các bạn không muốn thay, các bạn kiếm một cái chậu lớn hơn, các bạn nhét luôn cái chậu lan nhỏ của bạn vào và nhét dớn xung quanh. Vậy là bạn này có một tác phẩm rất lớn mà không cần phải cắt rễ của cây lan. Oh. Đặc biệt là những giò lan thủy tiên. Đấy. Nó đỡ bị chột đi. Đúng rồi ạ. Cây. Dạ. Ok đây. Là bạn này Cương kia. Đang bác đang đóng vỏ thông này. À. Cương ở ngoài đó. Đây gọi là trung tâm vỏ thông. Đó. Trung tâm vỏ thông. Rất nhiều loại vỏ thông. Một nhà xưởng rất lớn. Đấy, có đầy đủ về cả máy cắt, máy xay. À đúng rồi. Đây là cái máy xay cái vỏ thông để cho nó ra cái sản phẩm nhỏ hơn, vụn hơn và đều nhau. Hai loài thì cường ở đó đúng không? Hai loài luôn. Đây cũng một cái máy khác nhưng mà đang phủ bạt. Máy này hả? Dạ. Máy này máy xay xay cù lần đó. À thế ạ. Xay xay cù lần lại khác ạ. À, xay cù lần khác chứ. Đây là cái máy xay dành riêng cho cù lần không? Dớn cù lần. Cù lần không? Này không gọi đâu không. Một thằng bên kia còn mua motor lột bên kia rồi. Cái này xay cù lần không? Đấy, còn trong kia là không, máy nó mới xay gỗ, máy xay đấy á. À, đúng rồi, máy chả như là mi quả lá, không quả lá đâu, chỉ có vỏ thôi thì nó kêu thế chứ còn không đâu quả lá. Okay. Tôi cũng nói chia sẻ luôn, đây là cái dớn dớn sợi, dớn nâu á, hay còn gọi là dớn vụn, thì để xử lý nó cũng ngâm vào nước vôi. Đẹp, ngâm vào nước vôi. Đó. Chúng ta ngâm như vậy khoảng 3 ngày. Cho là thứ nhất là sạch đất, thứ hai là nấm khuẩn, rồi cỏ dại, rồi các loại côn trùng. Bây giờ cái dớn này vừa nãy tôi lấy là đã xử lý rồi, bây giờ tôi ví dụ lại thôi. Nên là bây giờ tôi vớt ra luôn để tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay chậu. Với tất cả các bạn là tôi không có bán cái này,
tôi cũng không có bán cái này. Tóm lại là tôi không có bán giá thể và tôi không bán thuốc. Nên tôi chia sẻ với các bạn cái chỗ để các bạn mua. Chứ nếu mà bây giờ ví dụ như 100.000 người theo dõi mà ai cũng nhắn tin để hỏi anh ơi mua cái này chỗ nào hay anh ơi có bán cái này không thì tôi trả lời chắc là hết ngày rồi. Nên tôi chia sẻ với các bạn là cái này á, cái vỏ thông xay này cũng như là giớn và chậu, giớn bảng, giớn vụn, giớn trụ, chậu cam xe các kích cỡ thì các bạn có thể liên hệ với nick Facebook vỏ cây thông. Nick Facebook là vỏ cây thông. Số điện thoại và địa chỉ đường link thì nó nằm ở bên dưới cái video này để bạn có thể ấn vào đó bạn tham khảo và bạn liên hệ trực tiếp. Chứ cũng mong rằng bạn cũng đừng nhắn cho tôi để hỏi mua mấy cái này. Tưởng là bán tá lả luôn. Chính ra mình không bán gì thì nó lại khách quan.